trung tâm Hiền Miêu xin kính chào quý khán giả. Hôm nay để bên nhà mình đang tiếp tục chương trình Vui Văn Nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay để chúc mừng thành công cho chiến giải Mỹ Thuật. Hôm nay sẽ có sự biểu diễn của quốc sư bằng tên Minh Thuận và Cẩm Tú. Xin mời quý khán giả. Mời anh em thưởng thức dàn máy do em Miêu lắp ráp ghép để tổ chức một buổi sự kiện đám cưới. Toàn cảnh đám cưới nhà trai ở thôn quê Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Bà con tầm 7 giờ sáng đã đông như này rồi. Đóng MC của bên Hàm Miêu hát. Ôi xa em kể câu dân ca, dân mà thương sâu mãi giá gì thề. Anh em ôi con ca nhắn tin nặng nề, còn nung nao anh dần em đầy đủ hoàn thiện cho anh em giờ khoảng 120 triệu. 3
bao chất và bao anh em chỉ việc đi làm phục vụ luôn. Quay video để làm chương trình thôi. Rồi, bắt đầu rồi. Em để lại gần đây dàn máy của bên em Miu để tham quan và ngắm nhá. Thứ nhất là trưng bày nó phải đẹp và nhìn nó phải và phải có độ sức mạnh. Như anh em tối qua có thể xem clip trước thì em Miu qua đánh tơi bời luôn ở đây. Phục vụ cho rơi vào khoảng 3 đến 40 50 thanh niên nhảy căng đét đẹp luôn. Em nhìn sử dụng một xúc kép. Đây là không gian diện tích nhỏ đã mới chơi này. Lớn nữa thì em review chơi thêm một giày nữa và độ phủ lấy con đôi la tốp kia. Vì diện tích sân khấu nhỏ cho nên chưa cần sử dụng monitor. Sân khấu lớn để sử dụng monitor. Em nhìn thấy cái anh Quang Ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.